và vào thay là quân cảm tử tức Gunny. Đối bên phía của Inner Game thì Family đã vào thay Yugi. Sau khi thua 2C, Yugi đã về mất. Lúc này thì Family đang đánh thay. Có đúng là family đánh thay không? Trận đấu bắt đầu. Phoenician là quân của Hoàng Mai Nhi. Hit Baby, hit Maxe. Vâng, hai hit team, một Baby, một Maxe là quân bên phía của Indo Game. Còn bên phía của Hà Nội trận này có Sen. Linda cầm Egypt, Hoàng Mai Nhi cầm Pho. Roman là quân của quân quản tử tức Gunny và cuối cùng là em bé cầm Sen. Trận này quân bên phía của Hà Nội rất đẹp. Một Pho, một Sen, một Egypt và một Roman. Chúng ta đang quan sát những tình tiết đầu tiên của trận đấu thứ hai trên màn qua màn hình của Hoàng Mai Nhi. Phoenician 4 cây gỗ 75 cực kỳ gần nhà chính.
Chúng ta đang theo dõi màn hình của Gunny. Vâng, Gunny ở trong cánh dâng một BL ra trước cửa nhà của em bé và lên đời rất sớm. 954 Gunny kích đời với 24 dân Roman. Sau khi lên đời xong, Gunny còn có thêm được một đàn hiêu. Lực chém của Gunny trận này rất khỏe. Vâng, đàn hiêu 7 luôn. Nhà của Ngáo vừa mới xây nhà BM xong, tức là Ngáo vừa mới kích đời thôi. Trong khi thì ngựa giò Gunny đã tới rất sớm. 11 rưỡi đã thấy có ngựa giò ở nhà rồi. Ngựa giò đầy đủ công giáp. Vâng, cũng còn mỏ quả Ngáo chưa kịp ăn. Gunny đã quản lý nhà của Ngáo cực sớm. Chưa lên đời thì Ngáo đã chết 2 dân rồi. Ngựa giò đầy đủ công giáp sẽ giết toàn bộ số dân vừa rồi của Ngáo. 3 dân nằm xuống. Bánh xe luôn. Rất khỏe. Vâng, và ngựa giò của một tay che trời cũng đã sang. Vâng, trận này em bé đầu cánh cầm sen và cũng đã đánh chém. Vâng, trận này Gunny lên đời còn sớm hơn cả sen. Em bé lên sau cả Gunny. Đã tạt qua được nhà màu xanh 6, Family. Family trận này cầm Hitty. Family đã chém tốt mà, có phải đơn giản đâu. Tham của Gunny lúc này đang là 28/32. Vâng, em đã có bánh xe rồi. Ngựa chém đang quản khắp nơi khu làm ăn của Family. Vâng, Family không thể chạy được con dân vừa rồi rồi. Coi như hai dân làm bên trong đã chết. Chúng ta quá quen thuộc với lối chém của Gunny. Gunny chém thì đuổi cùng giết tận. Rất ít khi đảo sang nhà khác khi mà nhà đối phương, nhà của mục tiêu đầu tiên vẫn còn đang sống. Chúng ta đã từng được chứng kiến một trận mà Tôm đấu ở đầu cánh và gặp phải Gunny ở nhà đã đi fit cực sớm. Khi mà Gunny đã có một trận kích đời ở đầu 8. 8-4-3 Gunny kích đời. Vâng, nâng chém 4 luôn. Quả đúng là gã chém điên cuồng. Hôm nay thì Gunny định đổi tên thành Vãi Lượn Gunny, tuy nhiên thì anh em trong quán đã căn và Gunny đã lấy lại tên là Quân Cảm Tử. Lúc này thì những con cung rờ đầu tiên của Family đã ra và Gunny thì đang chém sâu vào bãi gỗ. Nhà của Family lúc này chỉ còn dân ăn gỗ, dân ăn thực đã bị tiêu diệt hết. Do đó thì số lượng cung của Family sinh ra sẽ không được đều. Gunny đang quản rất chặt, tham tăng lên 33/36. Đặc biệt là hậu thuẫn cho Gunny trận này còn có xe hàng em bé. Chắc chắn lúc này em bé đang chém nhà của đầu cánh, game thủ Ngáo. Một đội ngựa chém khá đông của Gunny bắt đầu hành quân vào trong cánh. Và sau khi yên tâm mọi bề rồi, lúc này Gunny mới bắt đầu cơ cấu lại nhà cửa. Vâng, bơm đồ cho đồng đội. Tham 37/36. Lao vào nhà rồi. Vâng, nhà của cận thị lúc này chưa có bánh xe. Ninja bị cận thú y ở nhà. Trận này Ninja cầm Maxe thú y ở nhà. Tham của Gunny vẫn đang tăng chóng mặt. Vâng, dân chưa có bánh xe. 5 dân chưa có bánh xe. 5 dân này chắc chắn sẽ chết. Lực chém của ngựa chém vô cùng khỏe. Lại còn chém 4. Kết thúc cực nhanh. Với việc có ngựa chém chém 4 như thế này thì các điểm bo nhỏ của đối phương khó lòng mà giữ được. Khi mà ngựa chém chém rất điên cuồng. Gunny lúc này đang cơ cấu lại nhà cửa một cách chắc bài. Đã vẽ thêm ruộng. Vâng, ngựa chém chém 4 đang lao vào. Chém cả hai nơi. Chắc chắn số dân này của Ninja bị cận sẽ chết. Khi mà chém 4 chém ở hai nơi thì dân không thể sửa được. Vâng, bơm vàng cho đồng đội. Vâng, không sửa được phía ngoài và ngựa chém chém 4. Vâng, đấu tay đôi với Y luôn. Chúng ta có thể thấy Y không có giáp chết nhanh như thế nào chứ ngựa chém chém 4. Tiêu diệt Y cực nhanh. Gunny chém rất điên cuồng và phũ phàng. Khiến cho... Vâng, và lúc này thì Ngáo thì cũng đang bung nhà. Khả năng lúc này đang bị em bé. Vâng, đúng là như vậy. Em bé một tay che trời. Đang có một đạo đọc đà khá đông dồn theo. Dân của Ngáo chết rất nhiều. Rất phũ phàng. Còn Hoàng Mai Nhi lúc này thì sao?
Vâng, Hoàng Minh Nhi gần dẹo, tham chỉ còn 16 trên 32. Hoàng Minh Nhi lúc này ở cánh bên kia không giữ được cánh. Số lượng đá đang có, đang tấn công xuống sâu góc 6 giờ. Địa điểm làm ăn của AA. AA đã chạy xuống góc 6 giờ rồi. Vâng, ốp rồi. Gunny cùng với cả Hoàng Minh Nhi đã bắt được đạo cung đờ của AA. Còn Linda thì sao? Vâng, tham của cụ lúc này đã là 65 trên 80 rồi. Cực kỳ chắc bài. Egypt đã lên cung A, không hề xoắn trước những con Y Mark C của Ninja bị cận. Tài nguyên lại cực kỳ khỏe, chúng ta có thể thấy vô cùng khỏe. Trận này thì vâng đã sang đạo ruộng thứ hai rồi. Vâng, Ninja đã đi sai. Quá khó để đỡ các thành viên VFA Hà Nội trận đấu này. Khi mà đầu cánh chém quá phũ, còn trong cánh thì vô cùng bá đạo. Trước sự có mặt của Gunny cầm Roman trận này chém phũ, cộng với cả em bé ở đầu cánh cầm sen, trận này Gunny lên đời siêu sớm. Tỷ số là 1-1 cho C đấu thứ 3. Chúng ta chờ ít phút đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ 3 của C thứ 3. Các thành viên bên phía của Hà Nội đang thi đấu cực kỳ hưng phấn và thắng như trẻ tre.